Đại lý xe đạp thể thao Quang Lâm chào tất cả các bác yêu xe trên toàn quốc. Nội dung video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến bác hai mẫu xe cực đẹp ở bên em nha. Giá thì chỉ ở mức bình dân thôi, thế nhưng mà đã có một cái cấu hình cực kỳ là ok rồi, cực đẹp rồi nha bác nhé. Bác nào mà đang quan tâm đến hai mẫu xe này thì nhất định phải ở lại xem hết video của em, bởi vì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng mẫu xe một. Bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn được tư vấn kỹ hơn về xe thì các bác gọi ngay vào cái số hotline em để trên góc màn hình nhé. Số hotline của nhà em có Zalo, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất, giúp các bác có thể dễ dàng chọn ra được cho mình những cái bản xe có cái size số phù với chiều cao của mình và chọn ra được những bản xe có cái màu sắc mà bác ưng ý nhất nhé. Và xe đầu tiên ngày hôm nay em sẽ gửi tới bác đó là bản xe đến từ thương hiệu Fascino. Fascino thì là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đài Loan rồi các bác. Và bản này có tên gọi là Fascino FR700S, một bản xe tay cong giá chỉ có 3,2 triệu thôi. Đấy, giá bản này là rẻ nhất đại lý của nhà em đấy các bác ạ. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu về chi tiết cấu hình của bản này cho các bác được lắm rõ hơn nhé. Về cái cấu hình của nó sẽ có khung sườn được làm hoàn toàn từ hợp kim thép mối hàn đấy, và dây được đi ở bên dưới khung thì rất là gọn gàng rồi. Pô tăng ghi đông được làm từ nhôm và đến từ thương hiệu Fascino đây các bác ơi. Bộ đề số đây các bác có thể nhìn thấy đây, và cái bản này thì được trang bị cho bác hai cái phanh phụ ở phía bên trong như này. Đấy, đây là bản cải tiến nhé, thế nên là phiên bản mới nó đã trang bị cho bác hai phanh phụ như này rồi, để giúp các bác là có thể đi lại ở nhiều chế độ hơn khi các bác đi ở cái chế độ nghỉ ngơi này, hoặc là các bác chưa quen những cái phần tay cong như này, các bác có thể sử dụng hai cái phanh phụ ở phía bên trong này rất là dễ dàng và rất là an toàn nhé. Phuộc của nó đấy, phuộc thì được làm từ hợp kim thép, được làm từ thép cường lực nha các bác nhé, chịu lực thì vô cùng là tốt rồi, đến từ thương hiệu Fascino và có trang bị phanh đây, phanh là phanh đĩa cơ, và trang bị cho bác một cái trục tháo nhanh ở bánh đằng trước rồi, thì các bác có tháo lắp xe bảo dưỡng xe thì cũng rất là ok, rất là đơn giản thôi đúng không ạ. Về bộ chuyển động thì sẽ gồm có này 3 đĩa này, 7 líp, bộ chuyển đĩa chuyển líp thì đến từ Tai Trang TZ nha các bác nhé. Đùi đĩa thì được làm từ nhôm đây, đến từ thương hiệu Fascino và có trang bị chắn đĩa cho bác nhé, bằng nhựa đây, cực kỳ là đẹp và an toàn rồi. Đùm là đùm nhôm bi bạc đạn, xe có cái độ chớn thì cực kỳ là cao, vành nhôm hai lớp, lốp mang thông số là 700x28C, cọc yên của nó là cọc yên dạng tròn đến từ thương hiệu Fascino đây, có trang bị cái khóa chỉnh yên nhanh ở đây rồi. Đấy, giúp các bác có thể là dễ dàng chỉnh yên lên xuống cao thấp theo đúng cái độ cao mà bác mong muốn một cách dễ dàng nhất. Yên thì đã bọc cho các bác một cái lớp mút da đây nhá. Đấy, và có cái đệm yên thì cực kỳ là êm ái đây rồi, để khi mà các bác đi ở những cung đường ấy nó có xa một chút thì cũng không lo bị đau mông này, không lo bị đau nhức mông đúng không ạ. Và cái bản xe này thì hiện tại đang có size là size 48 nhá bác nhá, với những bác có chiều cao từ 1m58 trở lên là đi đã rất là ok rồi. Và hiện tại bên em đang có hai màu cho bác lựa chọn, đó là màu đây gọi là màu ghi đen này, và có màu xanh đen, màu nào thì cũng rất là đẹp luôn. Để các bác thích màu nào các bác chọn màu đó giúp em nhé. Và em nhắc lại giá của bản này là 3,2 triệu nhé. Cái giá đây đã bao gồm miễn phí ship về tận nhà cho bác này, và được tặng kèm 6 món phụ kiện đấy, có chế độ bảo hành như công ty, lỗi mà do nhà sản xuất thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, thế nên các bác cứ hết sức yên tâm của em nhé. Và bản xe tiếp theo em giới thiệu đến các bác là một bản xe đến từ thương hiệu Line. Line thì cũng là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đài Loan. Bản này thì có tên gọi là Line Ramos nha các bác ơi. Bản này cũng vừa mới về đại lý nhà em, vừa mới về được một thời gian ngắn thôi bác ạ, và được các bác ủng hộ rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Bản này thì có giá là 5,5 triệu nha bác nhé. Sẽ có cấu hình như sau này, khung sườn thì sẽ được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm này đấy, không có mối hàn này, dây được đi âm ở trong khung rất là gọn gàng và tinh tế rồi. Pô tăng ghi đông thì được làm từ nhôm và đến từ thương hiệu Line đây. Bộ đề số là của Shimano các bác ơi. Và bản này có một cái chiếc chuông này, các bác có thể nhìn đây, cái chiếc chuông này cực kỳ là tiện lợi khi mà các bác đi ở những cung đường nó có đông người một chút ấy, thì cái việc có cái chiếc chuông này thì để cảnh báo mọi người thì sẽ cực kỳ là an toàn này. Đây, ở trước này còn có cả một cái đèn phản quang cho các bác để đi khi mà đi trời tối thì sẽ rất là an toàn. Và ở tay lái được bọc một lớp cao su đây các bác ơi, để khi các bác cầm lắm ấy
trong quá trình đi xe sẽ rất là chắc chắn và không lo bị trơn trượt tay. Phuộc của nó là gọi là phuộc đơ này, được làm từ thép cường lực nha các bác nhé, chịu lực thì vô cùng là tốt rồi, đến từ thương hiệu Lai đây. Và cái phanh của nó đây, phanh của nó là phanh đĩa cơ, trang bị cho bác một cái trục tháo nhanh ở cả bánh đằng trước và bánh đằng sau, lan hoa trước sau để có trang bị phản quang, sẽ cực kỳ an toàn khi các bác đi trời tối nhé. Bộ chuyển động của nó thì sẽ gồm có này 3 đĩa này, 7 líp nha các bác nhé. Và bộ chuyển đĩa chuyển líp thì đến từ Shimano Tuale TZ đây rồi. Đùi đĩa đây được làm từ nhôm, đến từ Pro Wheel đây các bác ơi. Và chắn đĩa bằng nhựa thì cực kỳ là đẹp và rất là an toàn rồi. Cái đùm của nó là đùm nhôm, bi bạc đạn, xe thì có cái độ chớ này cực kỳ là cao. Vành nhôm 2 lớp, lốp mang số là 700 nhân 28C nhá. Từ giá trị các cầu yên là cầu yên dạng tròn nhá, được làm từ hợp kim nhôm này các bác ơi. Có trang bị cái khóa chỉnh yên nhanh ở đây rồi. Đấy, giúp các bác có thể là dễ dàng chỉnh yên một cách nhanh chóng nhất. Yên được bọc một lớp mút da và có đệm yên thì cũng rất là êm ái đây các bác ạ. Và bản xe này bên em cũng có size là size 19 nhá. Những bác mà có chiều cao từ 1m55 trở lên là đi đã rất là ok rồi ạ. Đấy. Và những cái bản xe tay ngang như này đi thì lúc nào nó cũng sẽ dễ đi hơn là những bản xe tay cong. Còn những bản xe tay cong thì khi mà đi sẽ đạt được độ ok hơn nhá, đạt được tốc độ cao hơn cho bác nhá. Các bác mà đang có nhu cầu muốn mua xe thì các bác nhớ là gọi ngay vào cái số hotline em để trên góc màn hình, số hotline đó của nhà em có Zalo. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất. Đấy, giúp các bác có thể là dễ dàng chọn ra được cho mình những cái bản xe ưng ý nhất. Và các bác đã xem đến đây rồi thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ bên xe đạp Quang Lâm. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.